Nghe tiếng động lạ trên tầng lầu, người nhà kiểm tra camera thì rùng mình vì con búp bê biết dịch chuyển. Mới đây, một đoạn clip hoàn toàn có thật được chia sẻ lên mạng xã hội đã ngay lập tức nhận về nhiều sự quan tâm theo dõi. Bởi lẽ từ trước đến nay, những câu chuyện về búp bê ma ám tưởng chừng như chỉ có ở trên phim ảnh. Thế nhưng không ngờ, tại Việt Nam chúng ta, một trường hợp rõ mười mươi đã xuất hiện, làm rúng động cả cõi mạng suốt những ngày vừa qua. Theo nguyên văn được trích lại từ chủ nhân đoạn clip, nhà anh vào năm 1991 có mua một con búp bê tại Đà Lạt. Đến năm 2019 thì gia đình chuyển từ Đà Lạt lên Sài Gòn sinh sống và vẫn không quên mang theo con búp bê này vì nó là đồ chơi mang nhiều kỷ niệm. Con búp bê khi lên Sài Gòn, gia đình vẫn để nó ở phòng khách như bình thường. Tuy nhiên vào một ngày cách đây không lâu, một người dì vô tình nhìn thấy con búp bê tự động ngồi dậy khiến dì vô cùng sợ hãi. Sau khi kể lại cho cả nhà nghe thì gia đình quyết định không để búp bê ở phòng khách nữa mà mang lên tầng lầu cất giữ. Trong suốt thời gian để con búp bê ở tầng lầu, người nhà liên tục nghe thấy tiếng quang độ vang vọng ở trên đây. Thấy có quá nhiều điều bất thường xảy ra nên gia đình quyết định lắp camera theo dõi để xem những hiện tượng kỳ lạ mà trong suốt thời gian qua thực sự là thế nào. Và gần đây nhất, những âm thanh lạ lại tiếp tục xuất hiện ở phòng đặt con búp bê, khiến cả nhà vô cùng sợ hãi. Không một ai dám lên đây kiểm tra mà chỉ ở dưới mở camera lên để xem lại. Theo đó, khoảng gần 5 giờ chiều, bất ngờ camera theo dõi bỗng mất tín hiệu một cách vô cùng khó hiểu. Trước lúc đó, con búp bê và chiếc xe lăn vẫn được đặt nguyên vị trí cũ. Tuy nhiên không hiểu sau vài phút mất tín hiệu camera, bằng một cách nào đó mà chiếc xe lăn đã được mở ra và con búp bê đã ngồi chễm chệ ngay trên đây. Chiếc xe lăn cũng được dịch chuyển sang vị trí khác và sau đó camera đã ghi lại được cảnh xe lăn chở con búp bê đi tới đi lui mà không hề có sự tác động của bất kỳ ai xung quanh. Cho đến tối hôm đó, con búp bê và chiếc xe vẫn cứ dịch chuyển, làm người nhà như thất kinh, sợ hãi mà không một ai dám lên kiểm tra. Sự việc bất thường trên làm cả nhà mất ăn mất ngủ vì quả thực nó không khác những con búp bê ma Kuma Thong trên phim ảnh là bao. Trong khi đó, cộng đồng mạng thì bán tín bán nghi về độ thực hư của clip này. Tuy nhiên, ngay khi trời sáng, gia đình đã mời thầy về để mang con búp bê kia xuống đất cũng như tiến hành cúng vái cho nó nhằm hóa giải lời nguyền có vong nhập vào bên trong con búp bê. Một lần nữa, tính chính xác của clip này là 100% và không hề có chuyện gia đình tự cắt clip để dàn dựng. Quả thật, những câu chuyện về búp bê ma ám đã được nghe khá nhiều trên các bộ phim kinh dị. Thế nhưng ngay tại Việt Nam chúng ta và được chính camera ghi lại thì đây là câu chuyện hết sức hiếm gặp và bí ẩn. Dường như bên trong những con búp bê có một thứ gì đó vô cùng tâm linh khó hiểu mà cho đến nay các nhà nghiên cứu vẫn chưa thể giải đáp được.